phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Nội dung A Tỳ Đạt Ma Tập dị môn túc luận Chúng ta đến với Phẩm Hai Pháp Ở trong Phẩm Hai Pháp này Chúng ta thấy có 27 phạm trù Phạm trù thứ sáu chúng ta học hôm nay đó là ác ngôn ác hữu thế nào là ác ngôn đáp như pháp uống nối ác hữu là gì đáp cũng như pháp uống nối nhưng liền khi đó chúng ta thấy phạm trù số 7 nêu ra là thiện ngôn thiện hữu duyên vào thiện ngôn thiện hữu chúng ta cũng có thể hiểu được thế nào là ác ngôn ác hữu hay không hiểu được thì ác ngôn ác hữu thì chúng ta có thể tra cứu lại pháp uẩn túc thì chúng ta sẽ rõ câu hỏi nêu ra thiện ngôn là gì cho thí dụ như thế này như các hạng người được thân giáo hay đồng thân giáo quỷ phạm hay đồng quỷ phạm thân giáo hay đồng thân giáo là chỉ cho người thầy có thân giáo chứ không phải người thầy chỉ có khẩu giáo hiểu không ạ à? hôm nay chúng ta thấy thời đại này người thầy khẩu giáo rất nhiều mà thần giáo thì rất ít hay nói một cách khác có nhiều thầy ra lệnh cho người ta tu vào mình thì đi chơi nói như thế hiểu nhanh hơn phải không à, tức là là khẩu giáo con ngồi thiên thầy lớn rồi thầy đi chơi cho nên hay là không có thần giáo thực ra mỗi mỗi yếu tố thần giáo khẩu giáo nó đều có những cái giá trị khác nhau nhưng để thuyết phục người ta một cách hiệu quả thì thân giáo vẫn là điều trọng yêu cho dầu nói hay bao nhiêu nhưng làm thì khác đi và ngược lại thì đôi khi lời nói khiến cho người ta chán ghét do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có hạng người được thân giáo hay là đồng thân giáo tức là người thầy có thực hành hiểu biết của mình hoặc là cái người à, cái người đồng như thầy của mình à. rồi có những người là quỷ phạm hay đồng quỷ phạm cái chữ đồng với à, thầy mình hay là lớn hơn thầy mình cái này chúng ta cũng phải cẩn thận nha cẩn thận ngày xưa cũng có một số thầy theo ngành tuyên ý trước năm 1975 nghìn các ngài theo đó hình như Làm tâm lãng tứ sao không biết thành đã có nhiều gì hướng sửa trong phật pháp mình kỳ đà lắm chẳng hạn như có ngài à, đại tá tiêu ý lái xe chạy rét vô đỡ trước cổng anh gác cổng ra nó thầy thầy không có được đỡ xe đó Người thầy đã nói Tôi học lái, tôi học chạy tới Mà tôi không biết chạy lui giờ làm sao ừ. Hết biết rồi. rồi cái là ngày bỏ xe Ngày đi vô, ngày họp Họp xong ngày ra, ngày lái xe Chạy tới, chạy lui, chạy tới Chạy lui, chạy triêu ngư Cái anh chàng gác cửa này giận quá Ra hối Hồi sớm thầy nói Là Thầy không biết chạy lui Sao bây giờ thầy lại biết chạy lui Ngày hồi Hồi sớm anh nói tôi là Không được đứa đó, đó Mà sao tôi vẫn được đứa đó đó? <laughs> vậy đó, vậy đó Đùa giỡn thiên hạ vậy đó Rồi Cái vị hòa thượng này Lúc lớn Lúc thầy mới hành điệu Năm đó 17 mười mười tuổi Ngày tới chùa hỏi Có thầy ở nhà không con là bốn sư thầy á Nói dạ bốn sư con đi vén không có ở nhà Ngài nói ấy, Có, <laughs> có bia không cho thầy ăn luôn cái mình nói, ủa sao Sao thầy ngày tu mà ngày uống bia Ngài nói ông Phật cấm uống rượu Nhưng Phật đâu cấm uống bia Là mình không biết người trả lời tại mình chưa được học giáo lý Nhưng mà mình cứ mình gãi gãi đầu ấy. Ngài nói gãi đầu cái gì nói Dạ con thấy hình như không ổn mà con biết không ổn chỗ nào rồi con thấy không ổn nó nói sao không ổn phật cấm uống rượu với cấm uống bia hồi nào nhưng mà chùa có không có thì thầy cũng chẳng cần tại sao bây giờ thầy cấm ăn theo đây rồi hết muốn nhưng thầy hết muốn rồi cái ngày mới khui lồng bia ra cái kịch đơn bàn á người lấy cái ống người bỏ vô rồi người đỡ sang cổ người hút nước ực Ngày hỏi thầy mới thắc mắc thầy hỏi Thưa ngài ngài tu sao ngài uống bia Ông nói khúc chữ uống nào <laughs> Nói chuyện vậy nói phiền não Mình kia nó phiền não Có những vị à, tu Tất nhiên cũng có những cái yêu duyên nào đó Nhưng mà Thầy không cho rằng đó là bậc phạm hạnh Hay là đồng quý phạm à, Lớn lên may mắn thầy cũng có gần được vài vị trưởng thượng phạm hạnh sự tu tập tinh tấn vô cùng khi ngài có một vị lạy phật lạy xuống cái ngài nằm im đấy sao ngài không chịu ngắn đầu lên anh em đứng lên đứng im ru cái ngài thầy thấy lạ thầy mới lại thầy cũng uh, lạy sát xuống người nhìn ngài <laughs> cái ngài mới nói anh anh lệ tiếp đi máu cao tôi nó đang lên tôi lệ nữa nó đứt máu chúng ta hiểu rằng là ngài không bỏ công phu suốt một đời một ngày sáu thời công phu không bỏ đây gọi là bậc quý phạm mình thì máu chưa cao đã nghĩ và máu không cao thì càng đi chơi cho nên chúng ta thấy không phải là là quý phạm đâu quý phạm Hiểu không hả? Hay bất kỳ bằng hữu giao thiệp tôn trọng, đáng tôn trọng, đáng tin cậy nào khác mà khuyên báo rằng. Yên là bạn thân của mình, chân tình họ khuyên họ báo rằng. Từ nay trở đi, ông chớ tạo thân nghiệp xấu, chớ tạo ngữ nghiệp xấu, chớ tạo ý nghiệp xấu, chớ làm điều không nên làm, chớ thân cận bạn ác, chớ có tạo ba nghiệp dẫn đọa ác thú tức là một lời khuyên khuyên như thế nào thì tùy mình nhưng mà tất cả mọi lời khuyên nó đều nằm ở trong chân lý này tức là khuyên đừng có nói như vậy đừng có làm như vậy phải không hả đừng nghĩ như vậy đừng có thân cận bạn xấu như vậy đừng có tạo những cái ác nghiệp để nó dẫn chúng ta vào ở trong đường ác thú đó là địa ngục, ngã quý và súc sanh. Khi chúng ta có được những lời khuyên chân tình từ bạn đồng tu, từ thầy của mình, từ những bậc mô phạm chân chính, chứ không phải ai khuyên mình cũng nghe hết. Hiểu không à? à cẩn thận điều này, không phải ai khuyên mình cũng nghe hết. Đồng ý người ta có là thầy đi nữa, nhưng Đức Phật cũng không khuyên chúng ta. Hễ ông thầy bà cô nói là chúng ta nghe. Bởi vì Đức Phật nói Ngay cả lời ta nói cũng vậy Các ngươi đừng có dội tin mà Đạo Phật chúng ta hết sức khách quan Ở trong tinh thần này Mà Phật dạy chúng ta Phải chiêm nghiệm lời nói Và nếu như đêm ra sử dụng Thì nó có lợi cho mình Có lợi cho người Trong hiện tại kéo dài cho đến tương lai Thì hãy tin và thực hành Theo những điều đó Chân lý Đức Phật dạy chúng ta rất là khách quan hay đoạn vừa qua chúng ta hiểu nôm na như thế này Chúng ta thọ nhận hoặc là nghe được Một cái lời khuyên chân chính Từ một con người chân chính Ở trong một thực hợp là thích đáng Được chưa hả? Đó là giả thuyết đẹp ra như vậy Tức là giáo hối như vậy Đúng thời Đúng pháp Hợp pháp Tùy thuận mà mài dũa Tăng trưởng phẩm chất trang nghiêm các thầy hiếu là là thầy hiếu các thầy hiếu chưa thầy tâm hiếu có hiếu không Tuy thuận mài dũa để tăng trưởng cái phẩm chất trang nghiêm những vị những vị quỷ sư phải phải có trách nhiệm đó nếu như không có đặc tính đó chúng ta thân cận chẳng có lợi ích gì tại vì họ không có chịu mài dũa cho mình họ không có chịu chỉ dẫn cho mình họ không chịu phân tích cho mình thấy mà hình như lúc nào họ cũng làm sao cho mình vui vẻ cho mình thoải mái thì cái nghiệp phàm phu của mình cũng cứ Đều mang mãi thôi tùy nghi nhiệt tình hỗ trợ tư lương ở trong sự tu đạo trong à, sự tu tập đạo quá với lời giáo hối như vậy hữu tình đó hoan hỷ vui thích tính thọ tùy thuận lấy uh, phần tay phải không lấy phần tay trái tức là cái thái độ ứng xử nó lễ nghi phép tắc người Ấn Độ ngày xưa là cái tay trái là cái tay mà người ta uh, người ta rửa chữa bất tình cho nên đưa tay trái ra mà lấy ấy. tức là không có tôn trọng không có tôn kính nhưng mà trong kinh nối như vậy nhưng mà chúng ta tự hiểu ra là mỗi nước nó có cái nền văn hóa khác nhau Đã. rồi không có chống đối không có chơ bay không bác bỏ à, điều này á, là những câu dạy cho người học trò những câu này ở trong luật à, oai nghi của một chú tiểu thì cái phép thờ thầy cái phép thờ thầy được các ngài diễn đạt ra rất là hay à, ví dụ như là đến cửa phòng thầy thì đành hắn và gõ ba tiếng của đàn chỉ tam biến à, nếu như thầy lặng thinh chờ giây lát có thể là đành hắn lần nữa nhưng mà thầy vẫn lặng thinh thì chúng ta nên lui đi trong sự hoan hỷ đó là cái biết người biết học được còn người không biết thì cố gõ lôi ra được thôi <laughs> đó, Có những trường hợp như vậy nó thầy cũng bị mấy phen rồi nhiều khi đang xông lá nghĩ xin lỗi đang xong lá gõ quá mà giờ sao ngồi xong được Nó <laughs> phải ngừng lại đi ra hối chuyện gì rồi thấy không có gì, gì rồi đi vô trong tiếp mà khổ là do thầy bệnh cho nên nó cũng không được tránh thời mà cũng chẳng có thị giá cho nên có thị giá thì họ ở ngoài họ cũng biết chừng á không có thị giá chỉ có thị thiệt thôi phải chịu cho nên những cái chuyện như thế này là chúng ta hiểu là chỉ khi chúng ta học luật á là chúng ta ứng xử với nhau rất là tư thế rất là lịch 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 lãm lịch thiệp đặc biệt là chúng ta nhận cái sự chỉ dạy chúng ta không có sinh phiền não bực dọc còn chúng ta không có học hiếu những luật này là chúng ta thọ nhận ở trong cái sự bất bình, trong sự miễn cưỡng. Hạt giả chúng ta ní tránh. À, chúng ta thấy thầy trước mình lẹn ngay sau. Thấy thầy ra sau mình lẹn ra trước. Nó à, là cái trường hợp không có biết không có biết thọ nhận. Còn ngược lại, biết thọ nhận đây là là người thiện ngôn. Cho nên chúng ta hiểu rằng thiện ngôn là tất cả những lời nói để tăng trưởng sự trang nghiêm, tăng trưởng đạo hạnh, tăng trưởng tuệ giải thoát cho chúng ta. Và chúng ta thọ nhận một cách là trang nghiêm cung kính và cố gắng ghi nhớ thì chúng ta sẽ thành tựu. Đây chính là thiện ngôn. Được chưa hả? trong học đạo chúng ta cẩn thận điều này nhưng cũng phải lưu ý một điều là có những trường hợp không phải là thiện ngôn người ta nói với cái ý nghĩa là nói lời lẽ ngôn từ thì mỹ miều treo chuốt nghe ôm tai dịu ngọt làm cho chúng ta thấy thỏa ý mát mẻ nhưng mà ở trong cái lời nói đó nó chứa đựng đầy sự vô trách nhiệm và nếu chúng ta thuận theo những lời nói đó một thời gian thì tâm chúng ta không có phát triển và cũng chẳng có tội giác gì cao hơn để chúng ta học phàm phu nghiệp trước chúng ta cũng y chang do vậy cho nên chúng ta không có tiến bộ được ngày xưa chúng tôi còn nhớ ở tại tây sơn bình định ấy, lúc giờ một ngôi chùa nó không có ký cương phép tắc do bốn sư bốn sư thì xuất thân một cái tổ đình và được giáo huấn rất là nghiêm khương nghiêm tắc nghiêm túc nhưng mà ngài có một cái nhược điểm đó là ngài ngài không có muốn thị phi và phật tử thì có một cái thói quen tức là nghe cái gì không có chịu thưa nói cho rõ ràng cái gì bất bình đỡ im đó rồi đi đông đi tây nói và do vậy mà Nó lan tỏa thị phi Làm cho người ta hiểu Lên lạc đi Tông chỉ con đường Cũng như là giáo nghĩa sinh hoạt Thành ra bổn sư của thầy Cứ nê tránh Và lúc bây giờ thầy thấy nó lạ Tại sao khi ngài buồn Ngài bực, ngài giận những Phật tử Mà ngài không nói cho họ Mà cứ buồn giận quá Không biết ai cứ nửa đêm gọi thầy lên Mà mỗi lần lên Có một cái câu là Giống như câu của thần chú Vườn ơi mới ra Đó là Ngài nói Thầy trò đóng cửa dạy nhau Là thầy biết 4 giờ sáng là cái chết Nó quen ám ảnh luôn Khi Ngài nói câu đó là tại biết triệu chứng là mình đứng im đây Mà Ngài dạy thì mình đứng Mình đứng im mà mình nhúc nhích Ngài cũng, 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 cũng mình đó. Mà miền, miền Trung quê là mũi nó kén dữ lắm cái khi nó kiến đó chân nó im ru không dám đuổi một mũi luôn cái yêu oai nghi phép tắc khi mình thọ nhận cái sự chỉ dạy của thầy tổ không dám cứ đứng im ru vậy đó M mà thưa các vị sau này lớn lên bắt đầu thầy không chấp nhận khi ra trú trì rồi bắt đầu là thầy chỉnh đốn thì lúc đó có, có, có các phật tử họ đến chùa họ nói chuyện rộn rộn ràng ràng cái thầy trong phòng này bước ra cái thầy cũng mắt thầy nó cũng hơi lớn mà thầy mở hơi to nữa sao mở để nhìn rõ mặt ai tự nhiên thầy đang người thấy mình giống như trợn nghe thầy hối cái chùa hay là cái chợ Thì sao nối nền ồn quá vậy nên cái thầy mới quay lưng thầy quay lại không còn ai hết Xong mấy người già mà tài thiệt á Bảy mấy tám mười tuổi mà không biết mất liền Rắc 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 vậy không? không có người <laughs> nó, nó mới cười Nghĩ còn tội ám là nữa Tại vì rủi họ tế chết á Già chạy tế chết chẳng phải dẫn Có những trường hợp như vậy đó Thì đây Nhưng mà tại sao họ thương mình Bởi vì mình thực sự là mình dạy dỗ mình Thành tâm Khuyến khích nhưng có những người họ thọ nhận không nổi. Ví dụ như một trái ớt. Trái ớt vỏ của nó là nó là cái chất đó là chất uh, chất hàng. Nó vitamin C rất nhiều. Chất hàng mà cái hạt của nó là chất nhiệt. Cho nên ăn cây đừng ăn cái hạt, người nó không có nóng. Còn ăn cây mà mà ăn cái hạt á, hạt, hạt ớt nó nóng lắm cho nên khi dọn ớt lên thì cố gắng là mình nặng cái trái ớt ra nặng cái hạt ra còn không thì khi mình xét thì mình xét nghiêng nghiêng cho nó dài dài bóng bóng và mình lấy cái dao với mình cào cào gõ gõ mấy cái là hạt rớt ra thì mình lấy ớt trên thôi bỏ vào trong cái đĩa tương hay là xì dầu thì rất đẹp nhưng mà chị ta thì xét ngang khúc 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 bỏ vô Người thầy hỏi ai xét ước này lại thưa thầy con già mà không nên thân gần chết mà xét ước chưa xong phiền tháo quá trời quá đất phiền tháo này phiền tháo mà thầy nói đâu có sai à già không nên thân già mà xét ước mới xét là sao vậy mà đi làm dâu làm ta ở nhà làm bà là con lần bây giờ chùa thì thì như vậy đó đỡ không nên Rồi làm bánh, làm trái rồi Này kia cũng không biết Làm giá đâu thì cũng không biết hết trơn Nhà không biết tại sao Cho nên ở đây á Khi nghe những cái lời Góp ý chân tình Đôi khi nó mạnh mẽ Nhưng mà chúng ta hãy lắng lòng xem Lời nói đó là gì góp ý xây dựng Hay là chúng ta nói vì cái sự bực dọc Hay là nói vì cái, cái, cái trạng thái là là muốn hại chúng ta và ngược lại có những lời nói nó mỹ miều nhưng nó giống như là cái con dao bập đường chúng ta phải cẩn thận những điều đó cẩn thận cẩn thận không bao giờ thừa đây là câu mà thầy học được từ bốn sư của thầy cẩn thận không bao giờ thừa nó chỉ có thiếu chứ không có thừa bất cứ sự cẩn trọng nào nó cũng cho đủ và thiếu Tại vì tất cả những sai lầm sinh ra là do thiếu sự cẩn thận. Không có có cẩn trọng cho nên vướng phải sai lầm. Như vậy chúng ta phân biệt được thế nào là thiện ngôn rồi phải không? Thế nào là ác ngôn? Cái thọ thọ trì chữ này khó lắm đó nghe. Khó lắm đó. Có những người họ nói thánh mình mình không nghe nói. Mặc dầu tâm của họ rất thiện nhưng mà mình mình nghe nó thẳng tự nhiên mình xoăn lên liền và lên rồi là bắt đầu là chúng ta chỉ muốn rồi có lý luận thôi chứ không có muốn nghe nữa. À. Và khi mà Xăng nó khởi lên rồi thì nó gồm những cái cái pháp ác hại á để chúng ta đối kháng cho chúng ta không muốn nghe nữa. Đó là cái nhược điểm của con người. Rồi tiếp theo phạm trụ số 8 đó là nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. Đây là một cái phạm trụ khó hiểu. Chúng ta cố gắng nghe cho kỹ nhập tội thiện sáu và xuất tội thiện sáu là sao tội đó là các tội trong năm bộ năm uẩn những gì là năm một là tha thánh trong luật tỳ kheo gọi là ba di tha thánh ấy, là sát đạo dâm vọng đây gọi là ba la gì là tha thánh ví dụ như tại sao mình muốn giết người ta, bởi vì cái cơn sân nó như lúa dữ phát khởi và tâm sát nó cuồng nộ sinh ra. do vậy cho nên cái tâm sát này á nó chi phối điều động hành vi của chúng ta và chúng ta thực hiện cái hành vi sát. đây gọi là cái gì ha Tha thánh. Tại vì tu tâm mình từ bất sát. Bây giờ cái lửa dữ kia nó mạnh hơn, nó thắng mình rồi, ta gọi là tha thắng, tức là mình thua và cái kia là thắng rồi. Thứ hai là trộm lấy của không cho, như thế nào đến chỗ là tội tha thắng? Đức Thế Tôn hỏi vua Tần Bà Sa La trong nước của đại vương người ăn trộm đến bao nhiêu mức nào thì bị xử chém Nhà vua nói rằng Nước của con Người nào ăn trộm năm tiền Thì bị siêu chém. Phật mới nói cũng vậy Ở trong chúng đệ tử của ta Ai ăn trộm năm tiền Đó là tha thánh Tức là tiền thánh Như vậy thì Như vậy thì năm tiền là bao nhiêu Hả Chúng ta hiểu như thế nào ở chữ năm tiền Hả? Nó là con số đàng hoàng ở sao lại mất giới hạn? Tại pháp luật của nhà vua mà tại sao từ tiện giải thích được? Đồng ý, cho nên thầy mới hỏi rằng hiếu như thế nào và đem tiền? Chúng ta phải hiếu rằng là ở trong một cái quốc gia ăn trộm tới mức mà quốc gia nó tứ hình. Thì đây gọi là tha thánh tại vì nhà vua ăn trộm đem tiền là siêu chém thì trên lãnh thổ nào trên quốc gia nào ăn trộm tới mức mà quốc gia đó siêu chém thì người đó phạm tội tha thánh còn tội thứ ba là dục tà hành Nên tà hành trong các dục á dục là trong cổ dục nó biểu hiện ra nhưng mà tà vậy không có chân chính trong tâm nó không khởi cái niệm chân chính nó gọi là dục tà hành Và cuối cùng là dối trá Cái sự dối trá Nó ở cái mức Cái mức gọi là gì hả Cái mức dẫn tới sự ly gián Ly gián ân nghĩa à, Chuyện có nó không Chuyện không nó có Nó nhiều mặt khác nhau ở trong đó Nhưng mà cái ngôn ngữ của nó đến cái chỗ Là gây tổn hại Ngang với cái chỗ là chết người Hay là mất đem tiền Hiểu chưa hả? Còn nói dối sơ 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 thì không 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 đến cái chỗ là tha thánh nha. Đây cái cái nghiệp nói dối là cái nghiệp là phổ biến. Nhưng mà nó chưa đến cái, cái cái, mức của là tha thánh thì nó lại khác. Hiểu chưa hả? Cho nên cái tội tha thánh là tội trọng à, trong tỳ kheo luật của là tội Balaji. À, nhưng mà hồi đó không biết tại sao là quý ngài không có dùng chữ tha thắng rất hay mà cứ nói ba la rồi tự nhiên nó phiên âm tiếng phạn cho nó không có dùng chữ tha thắng tha thắng là hay nhất thứ hai là chúng dư cái tội chúng dư này á là cái tội á, là mắc cái tội nặng rồi nhưng mà còn có thể cứu chữa tức là bị thương nặng nhưng mà có thể cứu chữa gọi là chúng dư rồi cái tội nữa là chẳng hạn như thưa quý vị như thế này nếu như ở tại trong một cái chúng nào đó mà có một kẻ giết người chúng ta có dám đến chỗ đó không hả tại sao chúng ta không dám đến đúng không nếu như ở chỗ đó mà có một cái người mà họ dục tà hành chúng ta có dám tới không chắc gì người ta khảo dục với mình không mà mình không dám tới, phải hiểu rõ chứ, cho nên cái dục này nó có cái đối tượng và nó có cái phạm vi nhỏ, hiểu chưa hả? cho nên cái tội đó nó khác. còn ví dụ như cái tội mà người ăn trộm khét tiếng, thì mình ta nói là nhiều khi mình nghi mình mắc của có đúng hay không? Ừ, cho nên, cho nên ba cái tội là dục tà hành ấy, là nó, nó tính khác cái phạm vi nó nhẹ hơn còn ba cái kia là nó bằng nhau tại do cái tính lan tỏa trong cộng đồng và ở chỗ đó một chú xứ mà có cái giết người là phải tận xuất họ nếu không thì không ai dám tới đó mà do vậy ở trong chúng đó sẽ rơi vào cái chỗ là khốn khổ nguy hiểm và sẽ khó khăn cho nên pháp luật thời gian cũng còn phải xây những cái nhà tù để mà cách ly họ ra đó cho họ sống trong sự giám sát còn không ấy thì cái tâm buông lung của họ họ sẽ tiếp tục làm hại những hữu tình khác do vậy cho nên cộng đồng phải gom lại một ít tiền và đỡ mà đào tạo ra cái người chuyên môn và chuyên làm cái việc là giám sát những người này đó là cái cách mà xã hội nó tổ chức như vậy rồi tiếp theo đó là còn tội nữa là gì tội đọa chứ tội đọa tứ này á là tội đọa lạc hay là bị thiêu đốt đó bốn là tội là đối thú đối thú là cái tội gì hả là đối trước một người mà sám hối hay là đối trước cái trường hợp nhiều người ví dụ như mình có lỗi với một người thì mình đối trước một người mình sám hối xin lỗi còn nếu như mà có lỗi với một cộng đồng thì mình phải đối trước ít nhất là hai chục người tại hai chục người là con số đủ... Để xác định là một cộng đồng... Thành ra đại, đại bồi thẩm đoàn... Là... Hai chục người... Nó là cái vụ án lớn ấy, Thì phải hai chục người... Rồi... Còn cái tội thứ năm... Là cái tội ác tác... Ác tác tức là một cái hành vi... Thô tháo... Của lời nói Và hành động... Đó là cái hành vi thô tháo... Cho nên... Chiếc... Cấp độ của tội thì nó có năm thứ nhất là tha thánh thứ hai là gì hả chống dư thứ ba là gì hả đoại chữ thứ tư hả đối gì hả cho nên là đối thú phải không đối thú tức là đối tổ, đối diện mà thu tội xâm hối đó đối thú và thứ năm là ác tạc như vậy thì xét trong tất cả tội của con người Nó chia làm năm nhóm đó thôi Luật của Phật chia làm năm nhóm như vậy rất rõ Và ở đây Nhập tội thiện sáu Nghĩa là như thật thấy biết Bí sô phạm tội tha thắng như vậy Bí sô phạm tội chúng dư như vậy Hoặc là phạm tội đọa chữ như vậy Tội đối thú như vậy Tội ác tắc như vậy Tức là phân biệt được là cái tội nó rõ như vậy không có nhầm lẫn ví dụ như người ta à, phạm một cái tội ác tác thôi mà mình nói họ là cái tội đối thú thì không có được ừ. cho nên cái, cái, đối thú là có lỗi với con người nhưng mà cái cái cái, cái chánh hại như thế này tại nói thưa các vị thứ này này nghe hồi đó có lần đang nằm ngủ ở trong một cái ngôi chùa anh em sống môi trường chọc trội quá thành ra cái phòng một chút xíu khoảng à, à, 10 feet 12 feet mà anh em ở chung tới năm người thành ra đỡ cái giường cái đơn ngủ chút sát 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 nhau à, một người đi thì người kia phải nhường chứ không thể là hai người đi mà đi lọt được thì có cái ông nọ ông ông đi á ông mình đang nằm cái ông đi cái ông đi qua đầu mình luôn cái lai like quần của ông á nó tạt cái mẹ của mình mình đang ngủ Tự nhiên thấy thấy nó giận hết ngủ luôn à, Giờ thì chúng ta Chúng ta ship nó là cái gì Hạt tác hay là có lỗi Hả tôi, tôi, tôi Nói liền ngon là Mà sao người ta hối lại không không nói nữa Hả Đó là một cái hành vi Thô tháo Đúng không À thôi thô tháo Như vậy thì được rồi Như vậy thì ai cứ đi ngang mặt mình Làm đừng nói gì hết ngang Tại vì họ thô tháo thôi Họ không có lỗi gì mình hết À Cái đó là đối thú chứ Tại vì nó đụng tới thân thớ người ta mà Cái lai quần nó tạt mặt người ta mà Nó phải xin lỗi với người đó Cho nên cái lỗi đối thú này Nó nặng hơn cái lỗi ác ta hiểu chưa hả cho nên loại ác tác này là nó 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 hiện chung chung chẳng hạn như là anh đi anh đi mà anh đi không thắng anh đi chẳng hạn như là anh lấy y áo anh đội anh đầu rồi anh đi dung dây dúc dứt. chẳng hạn như vậy đó có hai cái tay thôi mà đi thì người ta cảm giác nhiều tay nhiều vậy đấy thì đó là một cái hành đi cái hình vi ấy cái hành vi nó nó không có tư thế nó thô tháo nó thô tháo từ nam tới nữ cũng vậy đứng người thấy rất đẹp đi tự nhiên thấy chán đời có phải không à tại sao bởi vì là cái dáng đi á à, cho nên cho nên dáng dáng đứng bên xe là mình thấy nó nóng có đẹp phải không à người ta dáng đứng bên xe thì cũng được ai dáng đứng bên xe thì thôi thành ra cái, cái 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 ác tác với cái gì với cái cái đối thủ nó khác nhau cho nên cái đối thủ nó nặng hơn ác tác Như vậy là chúng ta đã nhận định được Cái lỗi chưa Nhận định một cách rõ ràng Không có nhầm lẫn Thì đây gọi là nhập tội thiện xảo Được chưa hả à, Rồi Như vậy ngược lại với nhập tội thiện xảo là gì à, Là xuất tội thiện xảo phải không Xuất tội thiện xảo Bây giờ ta xuất tội thiện xảo là cái gì hả Bí Sô có xu hướng phạm tội tha thánh như vậy, có xu hướng nói chung có xu hướng phạm năm cái 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 loại tội như vậy. Hoặc như thật biết là là Bí Sô này phạm tội tha thánh như vậy. À, tức là là phạm đã phạm rõ rồi như thật biết là à Bí Sô này phạm tội hướng tha thánh như vậy tức là cái tội này nó sẽ hướng tới tội kia à, cái chỗ này hơi khó hiểu một chút xíu ví dụ như ở trong trường hợp mà ngày xưa thầy có quen một cái vị thầy à, trang nghiêm dễ thương tinh tấn à, vị thầy này có cái lòng từ và thương xót tu trẻ Phật giáo, cho nên à, mới lập ra một cái group là tu trẻ Phật giáo và Thầy nói rằng đừng có lập cái giúp tu Phật giáo Bởi vì sinh hoạt 30 năm sau nó không tu tế nữa Chừng đó mình thay đổi tông trí Hay là mình mình nghĩ không được sinh hoạt Hay là giữa 19 với 20 Hay là 25 với Quy định như thế nào gọi là trẻ với già Khó quá phải không à ừ. Thành ra cái này phải cẩn thận Với hơn nữa là Cái cách sinh hoạt ấy, Tối Tối lại thì À, đi làm bánh mì cho những người nghèo hôm đấy rồi ăn cái đồng lương của họ tích lũy để dành dụm rủ nhau đi làm rất là có ý nghĩa vui vẻ và họ duy trì được một năm ai cũng khen báo chí cũng đăng lên rồi sau thời gian thầy đến ở Mỹ nhưng mà thầy vẫn không có thấy điều đó là điều hay cho nên thầy có khuyên vị này là không nên sinh hoạt theo cách như vậy đi chư Phật buổi tối đi vào trong hương thất, sáng ra đi khất thực. Cho nên mình không có nên sinh hoạt ban đêm. Tại ban đêm nó quỳ thú vô trong cảnh giới của 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 cô ngà quý của súc sinh, Nhưng mà chuyện này nói thầy là à, thú cựu à, chấp trước. À, thầy có phản đối một hai lần thì sống nhau trêu chọc. Nói thầy là à, Cụ, cụ non nó thay là cụ non à, tiêu chọc tại đi đâu chọc theo đó tiêu chọc theo đó thầy cũng lăn tránh thầy đi khi thầy đến mỹ thì lúc đó có một cái cô cái cô gái ở trong cái nhóm đó mới email cho thầy tôi thưa thầy cái ông thầy đó với một cái con ở trong đó giờ ở làm đám cưới thầy mà bây giờ gỡ thương mời con là giữ đám cưới giờ làm sao thầy vì con nên đi hay không nên đi thầy Theo các vị trả lời sao Thầy mới nói, thầy mới nói một câu là Đây là cảnh giới bất khả tư nghị Cho <laughs> nên đừng bao giờ hỏi thầy Đừng bao giờ hỏi thầy cảnh giới bất khả tư nghị này Thầy sẽ không bao giờ biết giải thích đâu tư Từ một cái vị như vậy đó Từ một cái vị mà 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 sống trang nghiêm Tinh tấn dơ thương Mà họ dần già trong cái môi trường đó Bắt đầu chính ý nghĩ trong đầu họ Nó lệch lạc đi Cái tâm của họ nó chưa có được Đào luyện vững vàng trong ý chí Trong nguyện lực Thành ra nó bị mai một Nó bị biến đổi đi Mà họ không có hay Chứng tỏ họ không biết tự phòng hộ Hiểu chưa hả Bởi vậy cho nên tu tập Phải gần thầy hiền bạn tốt là vậy đó đó họ nhắc nhở mình mà mình phải cẩn thận để mình tự phòng hộ Chứ đừng có chú quan Đến coi thường Đừng có nói rằng là Ồ chuyện đó con không có gì cũng đi làm đúng mà con không có gì Tất nhiên đâu có đúng Đâu có sai đâu Đi cứ vợ mà có gì sai Tới chừng đó rồi ai cản được À Như vậy thì ở là chúng ta thấy rằng là Trường hợp này á Gọi là trường hợp là Là hướng tới cái sự hướng tới này mà chúng ta không ngừng Là nó sẽ đi mãi Rồi Hoặc là như thật Thấy biết rằng là cái vị này phạm Là phạm nặng hay là nhẹ Nặng hay nhẹ Hay là phạm sâu hay là cạn Hoặc là hữu dư hay là vô dư Hoặc là che giấu hoặc là không che giấu Hoặc là công khai hoặc không công khai Hoặc đã phát lồ hoặc chưa phát đồ hoặc đã trừ diệt hoặc là chưa trừ diệt hoặc có thể có thể thuyết hoặc có thể không thuyết có thể dạy hoặc là không thể dạy được hoặc nên nên tác hoặc không nên tác trong các loại nhập tội như vậy mà hiếu rõ hoàn toàn hiếu rõ tiếp cận hiếu rõ hiếu rõ trọn vẹn thông đạt rõ tâm cơ nhảy bén Thấm sát thông dựa giác minh tuệ hành quán sát tin tưởng đó gọi là nhập tội thiện xảo được chưa hả à, cho nên là khi là nhìn vào hay nói cách khác nhập tội là nhìn vào cái sự sai trái mà có thể định hình và phân biệt một cách rõ ràng có ý cứ trên nền tảng giới luật thanh tịnh của Đức Như Lai nhận định một cách chính xác không có thể nào đảo lộn hay là phân tích ngược lại được thì đây gọi là nhập tội thiện xảo đôi khi chúng ta thẩm định hành vi của người khác mà chúng ta không có cơ sở thẩm định còn nếu có cơ sở thẩm định thì lại dựa trên thuần phong mỹ tục mà thuần phong mỹ tục là cái gì à, đó là cái quy ước thời gian này là cái quy ước gì thuần phong mỹ tục đó, nó sẽ được giải thích một cách rất là tùy tiện và cái phạm vi giải thích của nó rất là rộng không có thể nào đi vào quy chiếu một cái hành vi rõ ràng được đúng không hả à? ví dụ như cha mẹ mình nói rằng con ơi sống làm sao đứa đừng có hố thiện với cuộc đời nhưng mình biết thì làm sao mà hố thẻ Mà tiền người ta cất nhà con đi lấy xài công thách bình thường không có hô thẹn gì đâu nó không hô thẹn được rồi cho nên cái chữ đó nó, nó không có rõ ràng thành ra nói tới cái chữ là nhập tội này là phải có cơ sở có ý cứ phải hiểu được và một cái nghiệp xấu của chúng ta nữa đó là chúng ta thường hay là quấn á người khác mà chúng ta quấn tầm bại chúng ta biết chẳng biết đường nào mà còn quấn đại quấn Thành ra chúng ta quên tầm bậy quên sai luôn. Không có rõ, không có tường, đèn nhà ai nói tỏ là một câu rất hay. Chúng ta đôi khi không hiểu rõ sâu sắc vấn đề. Cũng không hiểu hết được cái sự dụng tâm sâu xa của mọi vấn đề. Mà chúng ta dội dàng bình phẩm đánh giá là chúng ta sẽ bị vướng phải sai lầm ngay lập tức. Rồi, bây giờ nói tới thế nào gọi là xuất tội thiện xảo đó là tội trong năm bộ tức là năm cái phạm vi đó phạm trù đó năm uống như đã nói trên năm uống là không phải là ngũ uống đâu nha năm uống là tập hợp năm cái tập hợp tội đó nha à. xuất tội Thiện sáu nghĩa là như thật thấy biết bốn nhóm tội là chúng dư Đọa chữ đối thủ đối thú ác tác đều có thể xuất Tại sao nêu ra năm bộ mà xây giờ còn có bốn cái? Tại sao? Hả? À, tại vì cái tội mà tha thánh cái tội đó không có cứu được. Ví dụ như bây giờ một người họ đứng trước Phật, đứng trước um, uh, Tam Bảo, Tam sư thất chứng, họ phát nguyện là họ không có sát sinh nhưng mà vì nói giận họ giết người người đó có thể là là họ có là họ họ thay đổi được nữa không không hết thuốc chữa rồi người đó là phải tận suốt thôi trong trường hợp ngày xưa cũng có có một vị họ xin đi xuất gia rồi cái trong chùa các thầy nói họ dạy dỗ họ họ nổi ném nên họ giết cái ông thầy dạy rồi ông mới uh, bỏ đi chỗ khác ông nói ông nói xấu xa này kia mà ông nói là ông giết ông đi chỗ khác thì cái tiếng ông giết nó lan tỏa ông xin nhiều cái chùa để ông tù thì cũng như là các thầy nó không có nhận cái ông giận với ông giết hết bốn ông luôn cái ông tới chỗ phật ông nói con xin tù sám hối mà mấy ông đó không không chịu cho con sám hối nên con giận qua giết sạch trong trong thời phật cũng có một cái câu chuyện như vậy có chuyện vậy xảy ra thì thì chúng ta thấy rằng là tội như vậy là làm sao cứu được? Thời gian người ta cũng phải giam hãm mà thì làm sao cứu được? Phải không à? Cho nên có những tội cứu được nhưng có những tội không cứu được. À, thành ra những cái tội sau cứu được còn những bốn tội trước không cứu được. Trừ trừ là cái tội cái, cái tội là dục tà hành. Cái tội này á vì cái phạm vi của nó là nó cá nhân. À, bởi vậy cho nên nó giới hạn một số vấn đề vấn đề à, cho nên nó vẫn có cái sự giới hạn chuyên môn mà chúng ta gọi là 36 điều giới hạn trong là chuyên luật thì kheo thì không nói nhiều hơn à, có một số trường hợp chẳng hạn như là à, tân tên của nhật bản á, họ dựa trên cái luận lý là hành bộ tác đạo mà do vậy cho nên họ không có thọ tỳ kheo họ chỉ thọ với bồ tát thôi Họ vẫn học theo giáo pháp suốt thế. Nhưng mà họ tội với Bồ Tát. Ở đây chúng ta hiểu rằng là việc xuất tội như thế nào. Ý nói rằng là cái tội như vậy như vậy. Mà biết một cách rất rõ. Thấy một cách rõ ràng. Nhận biết một cách rõ ràng. Và ở đây nói rằng là tôi thuyết tội như vậy. Tôi công khai như vậy với tội như vậy đó không phải thuyết không phải công khai nói chung là phân biệt rõ cái tội nào là tội nối phát lồ còn tội kia là chưa phải là phát lồ nói chung là xác định tình huống này thì chúng ta có thể nói một cách tóm tắt như thế này như thế nào gọi là nhập tội chứng sáo như thế nào gọi là xuất tội chứng sáo ở đây chúng ta phải hiểu rằng người học Phật thọ trì thánh giới của Như Lai nhận thức về điều sai trái và công đức của bản thân mình và của mọi người rõ ràng như là một công tố thẩm định được á, rõ ràng tội của con người trước tòa. Đến trình độ đó chứ còn đơn thuần thì chưa phải là gọi là thiện xảo. Hiểu chưa hả? Đó là những chữ mà chúng ta cần phải học mà trên tinh thần căn bản thì chúng ta chưa làm nhâm năm nhóm tội để chúng ta nhận ra. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ở đây. <laughs> hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời